quyết thắng tung bay lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng hiếu với dân, cùng với chữ âm hùng tráng ngân vang đăng kiếm vào lễ đài. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của đăng kiếm vào lễ đài là bối chiến sĩ Điện Biên chiến thắng đại đoàn 38 quân biên phòng, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 36 băng băng, đại đoàn 34 vinh quang. Bối sĩ quan hội quân đại diện quân chủng hoàn thành quân đội nhân dân Việt Nam đang xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, đoàn kết nhiệt tâm lập công tập thể trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội phòng không đã bắn